Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn hãy cùng gia đình KBN review cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai Ngọc Hiền xem có gì đặc biệt không các bạn nhé. Và hiện tại gia đình mình đang có mặt ở phía trước cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai Ngọc Hiền. Cơ sở này nằm trên trục đường Trần Hưng Đạo hướng đi Nam Đảo và ở đây thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ của thành phố đảo Phú Quốc. Khu vực này là sảnh chính đón khách của cơ sở Ngọc Trai Ngọc Hiền và giờ hoạt động ở đây là từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Khu vực này là trưng bày các thành phẩm được tạo ra từ các vỏ chai tai tượng. Còn đây là bộ bàn ghế gỗ được cẩn sạch từ vỏ con trai. Các thành phẩm này cũng được tạo ra từ vỏ chai tai tượng này các bạn. Còn khi mà mình chế tác thì cái này là mình lạc từ cái này hả? Dạ. Mình tiện lắm. Chế tác những cái này là cái vỏ chai to lên. Tai tượng hóa thạch, những phiên này không được đẹp nên là mình dây nè, cái giá nó kìa. Tổng diện tích mà cơ sở Ngọc Trai Ngọc Hiền ở đây là lên đến 3.000 mét vuông nha các bạn. Với 2 tầng, 1 tầng trên là tầng trưng bày, hiện tại chúng ta đang đứng ở tầng trên và bây giờ là chúng ta sẽ di chuyển xuống tầng dưới để tham quan các quy trình sản xuất. Đây là các vỏ chai tai tượng tự nhiên. Còn bên phải của mình là xưởng điêu khắc từ những vỏ chai tai tượng khổng lồ đó các bạn. Tí nữa chúng ta sẽ vào bên trong tham quan sau và bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng ra sau để tìm hiểu về vỏ chai tai tượng. Còn khu vực này là khu vực trưng bày đồ cổ. Theo mình biết thì tất cả những đồ cổ ở đây đều được trục vớt từ đáy biển đem lên đó các bạn. Và có niên đại từ thế kỷ thứ 15 cho đến thế kỷ thứ 16. Thì trong quá trình lặn tìm con trai ạ, các thợ lặn đã vô tình tìm thấy được những cái vỏ chai to hóa thành như vậy. Con trai này tên gọi là chai tai tượng. Khi mà con trai này nó còn sống, cái vòng đời của nó là hơn 100 năm tuổi. Nó là một loại chai có kích thước to nhất và tuổi thọ cao nhất trong cái loài nhuyễn thể. Và sau khi con trai này chết đi sẽ mất một khoảng thời gian rất là dài để chìm xuống lòng đại dương, chịu những tác động từ môi trường bên ngoài thì mới hình thành được những cái vỏ chai to như vậy. Và cái vỏ chai to nhất đến bây giờ công ty em tìm thấy được là 300 kg. 300 kg. Vỏ chai này mình sẽ cắt thành từng khối nhỏ để làm nên đa dạng sản phẩm như là ống trà tượng Phật hoặc là mặt chi truyền của vỏ chai ạ. Còn phía bên này ạ, là những cổ vật từ chủ doanh nghiệp Ngọc Trai Ngọc Hiền trước đây là nhà thờ lặn của công trình phát hiện được. Đồ cổ này xuất xứ đa phần là tại Trung Quốc và Thái Lan, được gia đình có tuổi thọ hơn 500 năm về trước, tức là từ niên đại thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Khu vực mà tìm được những cái đồ cổ này là Hồng Dâm và Hồng Trỗi thuộc huyện Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và con thuyền to được trưng bày trên này đó anh chị, được xem như là thuyền khởi nghiệp của chủ doanh nghiệp Ngọc Trai Ngọc Hiền. Ông có tên là Hồ Phi Thủy, người con vùng đất Thạch Hà, Hà Tĩnh. 59 tuổi lâm vào đây lập nghiệp với hai bàn chân trắng lặn. Con thuyền này sẽ biết chuyện đầu tiên của đất nước được. Cũng nhờ con thuyền này mà ngày hôm nay đi trên biển, nên cũng sống ông rất là nhiều lần. Ai nhớ một số ông Tân Nga năm 1997. Nó còn 6 lần ông mua đi bán lại con thuyền như 6 người khác nhau vì cuộc sống quá đổ khó khăn. Nhưng may mắn nó vẫn còn cơ duyên cho lại. Ở đây là ba nhóm chai mà công ty đang thực hiện nuôi cấy với Ngọc Trai. Nhóm chai nhỏ nhất tại nông trại là chai Akoya, có thời gian nuôi cấy 3 năm. Trong vòng 3 năm mà mình không thu hoạch, con trai này kịp thời nó cũng tự động chết đi và đồng thời đào thải cái viên Ngọc Trai ra ngoài biển. Thứ hai là con trai đen Tahiti. Con trai này chuyên cung cấp cho mình những cái viên Ngọc Trai màu đen. Với kích cỡ như vậy thì nông trại phải nuôi từ 4 đến 7 năm nhóm chai này. Tương tự như chai Tahiti và chai Tomasima cũng có thời gian nuôi lâu từ 4 đến 7 năm luôn anh chị. Để đạt được kích thước như vậy thì cũng phải nuôi từ 4 đến 7 năm. Tương tự như còn về phần màu sắc của viên ngọc trai ạ, cái phần viên môi là màu vàng chanh thì viên ngọc trai ra sẽ là màu vàng chanh, tức là viên môi con trai có màu gì thì ngọc trai của mình sẽ có màu đấy ạ. Và viên môi con trai là màu đen xanh ạ, thì viên ngọc trai của mình ra sẽ là màu đen xanh tương tự, tức là màu sắc hoàn toàn tự nhiên không có quá trình nhuộm màu. Bây giờ bạn Kim Vi sẽ tiến hành mổ con trai 3 năm ạ.
hộ cô trai ra chỉ từ 50-60% là vỏ ngọc, tức là không có được vòng không. Viên ngọc trai nếu có sẽ nằm tại vị trí tuổi bù tử con trai. Đây, nó giống như con trai. Tự nhiên vậy luôn nha, nó đẹp luôn. Vì như ngọc trai mình luôn cấy là cái viên ngọc của mình nó tròn sẵn vậy. Để có được một cái viên ngọc tròn như con trai là bây giờ chúng ta phải cấy từ con trai một cái viên nhân phôi có hình dạng tròn như vậy. À, nhân phôi. Dạ. Cái nhân phôi thì được làm từ phần vỏ trai to maxima gì. Mình cắt ra một khối vuông từ phần vỏ trai, sau đó hài là một viên tròn nhỏ. Rồi mình cấy từ vị trí túi mùng tử con trai qua đường vòng con mặt. Vì khi cấy từ cơ thể con trai mình cảm thấy khó chịu, là tức nó sản sinh ra những cái chất xà cừ. Cái chất xà cừ nó sẽ bao bọc lên cái viên nhân của mình vừa cấy vào. Mình nuôi lâu dần thì nó cứ bao bọc dày lên như thế ạ. Mình nhận định chúng ta một cái viên ngọc trai. Tức là bên trong hay là bên ngoài đều những cái lớp tức cái khó xà cừ được chạy cho con trai ạ. Bên trong có thể anh chị mình đi mua sắm ngọc trai ạ. Chúng ta sử dụng phương pháp đơn giản hơn ma sát hai viên ngọc trai với nhau kiểm tra chất lượng. Vì khi em ma sát như vậy thì cái viên ngọc trai nó lập tức xuất hiện một cái bột xà cừ màu trắng tương tự bột phẳng thế này. Thì đây hoàn toàn những cái viên ngọc trai thật ạ. Và đối với ngọc trai thật sau khi ma sát xong mình có thể lau đi. Viên ngọc trai mình vẫn sẽ sáng như ma sát như vậy. Nhưng mà chị hỏi hồi nãy nói là cái cấy là mình lấy từ cái vỏ này, vậy cho mình cấy như cái vỏ này là vỏ tự nhiên hay là nó mình cũng là cái mình... Dạ, đây là vỏ tự nhiên con trong con trai mình nuôi cấy thì mình sẽ cắt ra một khối vuông từ phần vỏ này. Đây như phần vỏ này cấu tạo của nó như cái lớp vỏ này, những cái lớp xà cừ nó chặt là những cái lớp xà cừ hết. Tức là mình cắt ra làm phôi thì bên trong hay bên ngoài cái viên ngọc trai của mình là những cái khối xà cừ cũng chặt. Dạ. Nhưng mà cái này cũng là cái vỏ nha, vỏ từ con trai nuôi cấy. Con trai thật mình đấy ạ. Từ con trai thật. Còn bởi này là mô hình cấy ghép và nuôi trai nhân tạo đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đi tham quan khu chế xuất vỏ chai tài tượng. À, nó có giá trị không em? Có, giá trị có. Cái đồ cổ là kiểm đạo cổ từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 ạ. Và cái đây khoảng hơn 500 năm về trước. Còn đây là những cái khối sắt thì quan trọng bị cháy thì bị chìm xuống biển. Đây là cái tủ chén cổ vẫn còn nguyên luôn các bạn. Anh thợ này đang đẩy cái khối ngọc trai thô đi chế xuất này các bạn. Đây là tủ trưng bày thành phẩm được làm ra từ vỏ chai tài tượng. Còn đây là quy trình đang chế tạo ra thành phẩm từ vỏ ngọc trai tài tượng này các bạn. Rất là kỳ công ha các bạn ha. Còn những cái vỏ này là đã được vẽ lên những cái hình bằng mực rồi, đã chuẩn bị điêu khắc đó các bạn. Muốn làm một cái tượng nào đó thì phải vẽ lên những cái hình giống như vậy đó các bạn, trên cái lớp vỏ thô rất là kỳ công ha các bạn ha. Đó, đây là thành phẩm của vỏ chai tài tượng đó các bạn, nhìn rất là sắc sảo luôn ha các bạn ha. Sau khi tham quan và tìm hiểu quy trình sản xuất và cấy ghép chai ở tầng 2 xong thì bây giờ gia đình mình lên lại tầng 1 để tham quan và tìm hiểu các thành phẩm. Có một điểm đặc biệt ở đây là các bạn đến đây tham quan là miễn phí. Mình rất là hài lòng và các bạn nhân viên phục vụ ở đây. Các bạn tư vấn rất là nhiệt tình. Đây là những viên ngọc trai thành phẩm này các bạn. Mua bán và sử dụng ngọc trai ở đây thì các bạn hãy lưu ý cái nội quy thu mua ở đây nha các bạn. Một loại ngọc mà bạn bị mất 30% nếu muốn đổi và có một loại ngọc mà bạn bị mất 50% nếu muốn bán. Trong trong vòng 3 tháng không thu lại. À, không thu lại trong vòng 3 tháng luôn. Được rồi đổi. Lỗ 30% coi như là còn cái này là bán ra được lỗ 50%. Bán ra được ngoài lỗ 50%.
ngọc cho em làm trước rồi. À, và điểm là... quan trọng là mình được kết vào thôi. Dạ, mình làm thành cái vòng tay xong rồi người ta mới làm giấy cho mình. Bột ngọc trai. Mình xay từ những cái viên chai này ra nè. Xay từ chai sáu, xay những cái viên chai này nó không có phôi cấy lận. Những viên tròn này á thì mình bình thường cấy thành cái phôi tròn để cho mình viên ngọc tròn, mà cái này là không khó, cái tự nhiên nó chạy ra. Nhưng mà đẹp quá. Nhưng mà vẫn là đi cấy đúng không? Nhưng mà dạ đúng rồi chị, đúng rồi. Thủ này bao nhiêu? Dạ 520.000, mình xài được 4 tháng năm. À, mình cứ đâm ra hả? Nó mình nó bể ra hả? Dạ đúng rồi, mình cứ bích một viên cho. Những cái này là ở đây sản xuất hết. Dạ, sản xuất hết là tại độc quyền đây luôn, không có những cái chi nhánh nhỏ lẻ luôn. Còn về cảm nhận của gia đình mình đối với cơ sở Ngọc Trai Ngọc Hiền thì là một trong những điểm rất là xứng đáng để đến để tham quan. Nhân viên thì nhiệt tình và vui vẻ, giá cả thì rất là hợp lý và cũng hiểu thêm được nhiều về quy trình cấy ghép ngọc trai nhân tạo tại đảo Phú Quốc. Như vậy là chúng ta cũng đã review xong cơ sở nuôi cấy ngọc trai Ngọc Hiền tại Phú Quốc rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video KPN và đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông bên phải để luôn nhận được thông báo khi KPN đăng video nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.